Xin chào tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online của kênh Mít Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong vở bài tập toán lớp 4 học kỳ 2, tức là chúng ta sẽ sang bài 103, quy đồng mẫu số các phân số. Bài 1 này, quy đồng mẫu hai phân số theo mẫu. Chúng ta có phân số 5/7 và phân số 1/4. Thì các em lấy toàn bộ phân số thứ nhất này. Đây, các em nhân cả tử và mẫu phân số thứ nhất với mẫu ở phân số thứ hai, tức là nhân với 4 đây. Để chúng ta có 5 x 4 20, 7 x 4 28. Sau đó đến quy đồng đến phân số thứ hai thì lấy toàn bộ cả tử và mẫu phân số thứ hai nhân với mẫu của phân số thứ nhất, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có 1 x 7 bằng 7, 4 x 7 28. Sau khi quy đồng xong thì các em thấy hai mẫu giống nhau, đúng không ạ? Vậy quy đồng mẫu số của hai phân số 5/7 và 1/4 thì ta được là 20/28 và 7/28. Tương tự chúng ta sẽ làm các ý ABC ở phía dưới này. Được không nào? Như vậy chúng ta sẽ có như sau này. Ở đây là ta có này. Cái phân số đầu tiên là phân số 3/4. 3/4, các em sẽ lấy cả tử và mẫu nhân với mẫu của phân số còn lại, tức là nhân với 5. Như vậy sẽ bằng 3 nhân với 5 trên cho 4 nhân 5. Đúng không ạ? Như vậy 3 x 5 bằng 15, 4 x 5 bằng 20. Ta được cái phân số là 15/20. Tiếp theo đến cái phân số thứ hai là phân số 3/5. Vậy chúng ta có phân số 3/5 này. 3/5 ở đây các em lấy cả tử và mẫu nhân với mẫu của phân số còn lại, tức là nhân với 4, đúng không ạ? Như vậy lấy 3 nhân với 4 trên cho 5 cũng nhân với 4. Đúng không? 3 nhân 4 thì bằng 12 này, 5 x 4 bằng 20. Như vậy các em thấy sau khi quy đồng xong chúng đưa ra được hai phân số mới có cùng mẫu là 20 chưa? Vậy quy đồng mẫu số của 3/4 và 3/5 thì ta sẽ được phân số nào đây? 15/20 và 12/20. Đúng chưa nào? Đấy. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được ý A rồi đấy các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang ý B nhé. Ý B chúng ta là có 7/8 và 8/7. Đúng không ạ? Vậy thì ta có này. Cái phân số 7/8 trước. 7/8 thì các em nhân cả tử và mẫu với mẫu của phân số kia, tức là nhân với 7, đúng không ạ? Vậy các em lấy 7 nhân với 7 này. Trên cho 8 nhân với 7, đúng không ạ? 7 nhân 7 thì bằng 49 này. 8 nhân 7 bằng 56, đúng không? Như vậy chúng ta được cái phân số là 49/56. Đến cái phân số thứ hai là phân số 8/7. 8/7 là phân số thứ hai, các em nhân cả tử và mẫu với mẫu của phân số thứ nhất, tức là lấy 8 nhân với 8 chia cho 7 nhân 8. 8 nhân 8 thì bằng 64. 7 x 8 cũng là 56, đúng không ạ? Vậy sau khi quy đồng xong các em thấy cùng mẫu là 56 chưa? Vậy quy đồng mẫu số của cái phân số là 7/8 này và 8/7. 7/8 và 8/7 thì ta sẽ được cái phân số là 49/56 và 64/56.
Đúng ạ. Như vậy là chúng ta đã rất là nhanh hoàn thành xong được ý B. Tiếp theo chúng ta sẽ sang ý C. Ý C ở đây chúng ta có 9/5 và 7/12. Vậy cũng tương tự như trên. Thì ta có cái phân số 9/5 trước. 9/5 thì các em lấy cả tử và mẫu của phân số này nhân với mẫu của phân số kia, tức là nhân với 12. 9 nhân với 12 trên cho 5 nhân với 12. 9 nhân 2 18 đúng không ạ? Như vậy bằng 108. 12 nhân 5 bằng 60. Như vậy bằng 108/60. Tiếp theo phân số 7/12. Các em lấy cả tử và mẫu nhân với mẫu của phân số kia, tức là nhân với 5. Vậy nó sẽ bằng 7 nhân với 5 trên cho 12 nhân 5. 7 nhân 5 thì bằng 35, đúng không ạ? 12 nhân 5 bằng 60. Như vậy sau khi quy đồng chúng ta cũng được mẫu là 60. Đúng không? Vậy kết luận lại thôi. Vậy quy đồng mẫu số của cái phân số là 9/5 và 7/12 thì ta sẽ được là 108/60 và 35/60. Được chưa? Như vậy rất là nhanh, chúng ta cũng đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 2 rồi đấy, à, bài tập số 1 rồi đấy các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 này. Bài tập số 2 thì chúng ta nó khác với bài tập số 1 một chút. Tức là chúng ta không lấy cả tử và mẫu, chúng ta nhân với mẫu của phân số thứ hai nữa. Không lấy cả tử và mẫu của phân số thứ nhất nhân với mẫu phân số thứ hai, cũng như không lấy cả tử và mẫu của phân số thứ hai nhân với mẫu của phân số thứ nhất, mà ở đây người ta chỉ định, tức là người ta chọn cho các em mẫu số chung là 12 rồi. Như vậy để ra cái mẫu số chung là 12 này, cái này đang mẫu là 3. Mẫu cái này đang là 3, muốn đưa về mẫu là 12 thì cái con 3 này phải nhân với mấy? Cái con 3 này phải nhân với 4 đúng không ạ? Mẫu nhân với bao nhiêu thì tử phải nhân với bấy nhiêu nhá. Chứ bài này các em không lấy là 2/3 này nhân với 12 này, không lấy cả tử và mẫu nhân với 12, cũng không lấy cả tử và mẫu nhân với 3, mà ở đây người ta chọn mẫu chung cho các em là 12, tức là chúng ta phải đưa làm sao để cái phân số này này có mẫu là 12, đưa cái phân số này có mẫu là 12. Như vậy cái phân số này muốn đang mẫu là 3, muốn đưa về mẫu 12 thì con 3 này phải nhân với 4. Ở mẫu nhân với bao nhiêu thì tên tử phải nhân với bấy nhiêu. Nhớ chưa? Đấy, đối với bài quy đồng thì có hai cách. Cách thứ nhất là theo chỉ định, tức là người ta sẽ chọn cho các em này. Chọn bao nhiêu thì chúng ta sẽ từ cái chọn này để chúng ta nhân cái số thích hợp. Cách thứ hai là chúng ta sẽ nhân với mẫu của phân số kia. Tuy nhiên, trong cái bài người ta không nói gì thì chúng ta sẽ đi nhân với mẫu của phân số kia. Còn cái bài mà người ta đã chọn mẫu cho các em thì bắt buộc các em phải đưa về cái mẫu như của đề bài. Đúng không ạ? Vậy thì ta có này. Cái phân số 2/3. 2/3 này muốn đưa về mẫu là 12 thì chúng ta sẽ có là 3 phải nhân với mấy để đưa về mẫu 12? 3 phải nhân với 4. Đúng không? Đấy, mẫu nhân với bao nhiêu thì tử phải nhân với bấy nhiêu. Vậy các em lấy 3 nhân với 4 thì 2 cũng phải nhân với 4. Đúng không? Như vậy nó sẽ bằng 8/12. Còn cái số 5/15 này này, 5/12 này. 5/12 đây mẫu đây là 12 rồi. Vậy 12 thì nhân với 1 thôi. Nhân với 1 thì nó cũng là mẫu là 12. Đúng không ạ? Để đưa về mẫu 12 thì 12 nhân với bao nhiêu bằng 12? Vậy 12 nhân với 1. Vậy dưới mẫu nhân với 1 thì trên tử cũng phải nhân với 1. Đúng không ạ? Mẫu nhân bao nhiêu tử nhân với bấy nhiêu. Như vậy vẫn là 5/12. Vậy chúng ta quy đồng. Vậy quy đồng mẫu hai phân số 2/3 và 5/12 thì ta được hai phân số có mẫu giống nhau là 8/12 và 5/12. Đúng không ạ? Vậy quy đồng mẫu số của 2/3 và 5/12 thì ta được là 8/12
và 5/12. Đây. Sau khi quy đồng cái phân số đấy có thể là được giữ nguyên. Nếu như mà chúng ta nhân cả tử và mẫu với 1 thì nó vẫn được giữ nguyên. Không có vấn đề gì hết các em nhé. Miễn sao sau khi quy đồng nó về cùng mẫu là được. Như vậy cô nhắc lại này. Chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là các em lấy cả tử và mẫu ở phân số này, các em nhân với mẫu ở phân số kia. Cách thứ hai, khi mà gì đề bài người ta đã chỉ định cho các em mẫu bằng bao nhiêu ấy, thì các em phải xem thử cái phân số đầu tiên này nhân với bao nhiêu để đưa ra về cái mẫu số chung, thì các em sẽ nhân cả tử và mẫu với cái số đấy. Tương tự phân số thứ hai cũng vậy, đây là 12. 12 thì phải nhân với 1 thì nó ra 12. Như vậy cả tử và mẫu, mẫu nhân với bao nhiêu thì tử cũng nhân với bấy nhiêu để chúng ta làm. Và chúng ta sẽ suy ra được cái hai cái phân số đã cần được quy đồng. Đúng không ạ? Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được các bài tập ở bài 103 trong sách vở bài tập toán lớp 4, trang 22. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi bài giảng của cô và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo nhé.